Chúng ta đã vừa tìm hiểu xong thanh mẫu và vận mẫu của bài số 3. Bây giờ chúng ta sẽ ghép vào ở trong cái bảng ghép âm này. Bảng số 3, bảng ghép âm. Trước khi chúng ta vào ghép âm thì chúng ta sẽ đọc qua cái phần thanh mẫu này trước tiên. Âm đầu tiên, Z, chúng ta sẽ đọc là Z, để lưỡi ở mặt răng hàm trên. Z. Âm C, chúng ta bật hơi lên. Z. Z. Tưa. Thưa. Nưa. Lưa. Cưa. Khưa. Khưa. Và các bạn để ý cái chữ Y này khi mà đi với Z, C và SC thì các bạn phải đọc nó nghe giống với chữ Ư. Nào, chúng ta cùng đọc lại ba cái âm này. Z. 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 Âm A. Cha. 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 Ta. Tha. Na. La. Ga. Kha. Kha. Ai, chúng ta vẫn đọc là ai. Vậy chúng ta ghép lại là dai. Chai. Dai. Tai. Thai. Nai. Lai. Gai. Khai. Khai. Ao. Giao. Chao. Giao. Tao. Thao. Nao. Lao. Cao. Khao. Khao. An thì vẫn là an. Tuy nhiên đối với những cái bạn mà miền Nam thì các bạn lưu ý một chút, bạn không quen đọc cái âm an này. Khi mà chúng ta kết thúc âm thì chúng ta cần phải để lưỡi ở lợi hàm trên. Nó ghép vào cái âm bên này. Gian. Chan. Gian. Tan. Than. Nan. Lan. Can. Can. Khan. Âm an, chúng ta mở miệng to ra một chút nhé và ghép vào đây. Các bạn nhớ là cái nhóm âm Z, C và SC thì chúng ta cần phải để lưỡi ở mặt răng hàm trên. Khi phát âm phải lưu ý để lưỡi mình, cảm nhận âm của mình phải để lưỡi ở mặt răng hàm trên thì các bạn phát âm cái âm này nó mới đúng. Và lưu ý thêm nữa là cái âm Z này này. Âm Z các bạn dễ phát âm nhầm, thì âm Z các bạn hay phát âm thành âm G, thành chữ G á. Thì nhớ là mình nghe nó phải giống chữ tờ một chút. Các bạn cứ đọc là chữ thành chữ tờ nhưng mà đẩy thêm gió vào. Ví dụ chữ này chúng ta đọc là nghe tang tang một chút, xong rồi đẩy thêm gió đọc là giang. Đừng đọc là giang giang nhé, không đọc thành giống chữ giờ mà nghe giống chữ tờ nhé. Giang. Chang. Giang. Tang. Thang. Nang. Lang. Gang. Khang. Khang. Tiếp theo là âm E, chúng ta ghép hơi nửa ơ nửa ưa một chút và chúng ta ghép sang bên này là dưa. Thưa. Dưa. Tưa. Thưa. Nưa. Lưa. Cưa. Khưa. Khưa. Ei chúng ta sẽ đọc là a. Dây. Tây. Nây. Lây. Cây. Khây. Khây. Âm a này thì chúng ta bẹt bẹt miệng ra một chút nhé. N. Ân. Dân. Chân. Sân. Sân. Cân. Khân. Khân. NG chúng ta sẽ đọc là ân. Ghép vào chúng ta có dân. Thân. Sân. Tân. Thân. Nâng. Lân. Cân. Khân. Khân.
U thì chúng ta sẽ đọc là Âu, và chúng ta ghép lại là Châu, Châu, Sâu, Tâu, Thâu, Lâu, Câu, Khâu, Khâu. O, N, G thì các bạn nhớ là cái âm này chúng ta sẽ không đọc giống ung ở trong tiếng Việt, mà chúng ta hơi mở miệng ra một chút và để miệng hơi hóp vào nha. Đọc là ôm, mở miệng và hóp miệng. Trông, 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 tông, thông, nông, lông, công, khung, khung. Âm U chúng ta vẫn đọc là U. Du, chu, su, tu, thu, nu, lu, cu, khu, khu. Âm u ô thì chúng ta nối âm vào và đọc là ua, chua, chua, xua, tua, thua, nua, lua, cua, khua, hua. Và đó là bảng ghép âm của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ đến với các cái phần tiếp theo của bài số 3 này. Sau khi mà chúng ta đã tìm hiểu phần từ mới cũng như là ngữ pháp của bài số 3, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào cái bài khóa của bài ngày hôm nay để xem chúng ta có thể ứng dụng được những cái từ mới và ngữ pháp đó vào trong các cái câu như thế nào. Chúng ta cùng đọc cái bài khóa này một lượt. Và như thường lệ thì chúng ta sẽ đọc làm hai lần. Lần thứ nhất đọc chậm và lần thứ hai đọc nhanh. Bạn cùng theo dõi nhé. Jin tian xing chi chi. Jin tian xing chi yi. Ming tian xing chi chi. Ming tian xing chi er. Ming tian ni chu na er. Wo chu bei jing. Ni na. Wo chu he nei. Zai jian. Zai jian. Chúng ta cùng đọc lại bài này thêm một lần nữa nhưng với tốc độ nhanh hơn. Jin tian xing chi chi. Jin tian xing chi. Ming tian xing chi chi. Ming tian xing chi er. Ming tian ni chu na er. Wo chu bei jing. Ni na. Wo chu he nei. Zai jian. Zai jian. Và đó là phần bài khóa của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau phân tích qua cũng như là dịch qua cái bài khóa này để các bạn có thể nắm rõ hơn nội dung của nó. Câu đầu tiên là lời thoại của A. Jin tian xing chi chi. Jin tian là hôm nay, xing chi là thứ, tuần, chi là mấy. Xing chi chi, thứ mấy. Nó ghép lại là hôm nay, thứ mấy. Đây là một câu để hỏi thứ ở trong tiếng Trung nhé. Hôm nay thứ mấy, ngày mai thứ mấy, hôm qua thứ mấy. Chúng ta dùng cái mẫu câu này là cái buổi, cái hôm. Và đằng sau đó chúng ta cộng với xin chi chỉ. Hôm nay thứ mấy. Tiếp theo câu trả lời chúng ta cũng với cái dạng tương tự như vậy. Ngày thứ mấy đó thì chúng ta chỉ cần thay cái địa chỉ bằng các cái con số là được. Tuy nhiên các bạn cần phải lưu ý một chút là bắt đầu số, bắt đầu thứ của tiếng Việt là bắt đầu từ con số 2. Nhưng bắt đầu của số ở trong tiếng Trung thì họ lại bắt đầu là thứ nhất. Vậy khi mà chúng ta dịch sang thì chúng ta cần phải trừ một số đi. Nếu chúng ta dịch từ tiếng Việt sang tiếng Trung thì trừ một số. Nhưng nếu chúng ta dịch từ tiếng Trung sang tiếng Việt thì chúng ta lại cộng lên một số. Nhớ nha. Vậy tiếp theo chúng ta dịch cái câu lời thoại của B. Jin tian, ngày hôm nay. Xin chi yi. Xin chi yi cộng thêm một số tức nghĩa là hôm nay thứ hai. Tiếp theo lời thoại của A. Ming tian, xin chi chi. Ming tian là ngày mai. Xin chi chi lặp lại là thứ mấy. Ngày mai thứ mấy. Câu trả lời của B. Ming tian, xin chi er. Ming tian ngày mai. Xin chi er có nghĩa là
thứ ba, và cộng lên một số nhé. Tiếp theo, 明天你去哪儿? 明天 là ngày mai, 你 là bạn, 去 là đi, và 哪儿 là ở đâu. Vậy chúng ta ghép lại là ngày mai, bạn, đi, đâu. Rất là giống tiếng Việt đúng không? Ngoài ra thì cái từ 明天 của mình là một cái danh từ chỉ thời gian. Và vị trí của danh từ chỉ thời gian thì các bạn có thể đặt trước chủ ngữ. Trong cái câu này chủ ngữ là 你. Vì vậy các bạn có thể đặt trước của 你. Hoặc cái câu này các bạn cũng có thể đặt cái 明天 ra đằng sau của 你. Thì cũng rất là đúng. Các bạn cũng có thể nói là 你明天去哪儿 cũng được nhé. Nghĩa là ngày mai bạn đi đâu. 我去北京. 我 là tôi, 去 đi, 北京 là Bắc Kinh, một cái thành phố tên riêng trong bài ngày hôm nay chúng ta học. 我去北京. Tôi đi Bắc Kinh. 你呢? 你呢? Cái câu hỏi này các bạn đã cảm thấy rất là quen thuộc rồi đúng không? Thế còn bạn thì sao? Có nghĩa là họ hỏi ngược lại cái người A này, cái ý bên trên. Ý hỏi là bạn A bạn đi đâu? Và bạn A bạn trả lời là 我去河内. Tôi đi Hà Nội. Hà Nội là Hà Nội. Tiếp theo, 再见. Tạm biệt. 再见. Tạm biệt. 再见 là một cái câu tạm biệt rất là phổ biến ở trong tiếng Trung. Và khi mà tạm biệt mình nói với người ta 再见 thì người ta cũng sẽ đáp lại mình một câu y hệt như vậy là 再见. Ngoài ra để tạm biệt vào một cái hôm nào đó thì các bạn cũng có thể dùng một cái công thức khác, đó là cái thứ hoặc là cái buổi nào đó, cái hôm nào đấy, rồi đằng sau chúng ta ghép cái từ 见. Ví dụ ngày mai gặp nhé, chúng ta cũng có thể ghép là 明天 cộng với 见. 明天见. Rồi chủ nhật gặp nhé, chúng ta có thể ghép là 星期天 rồi đến 见. 星期天见. Chúng ta có thể ghép thêm để có thể chào như vậy. Tuy nhiên thì 再见 là một câu chào tạm biệt rất là phổ biến, nhưng các bạn cần phải học thuộc. Rồi đó là phần bài khóa của chúng ta. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với phần bài tập của bài ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần bài tập của bài ngày hôm nay. Bài đầu tiên là bài luyện đọc phiên âm. Các cái âm này thì họ đã ghép vào với nhau rất nhiều cái âm tiết. Thì chúng ta đọc từng âm một, nhưng mà các bạn cảm thấy chưa quen. Các bạn lưu ý thêm nữa là cái âm SH này. Cái âm SH thì trong bài này chúng ta vẫn chưa được học, nhưng mà nó xuất hiện thì các bạn có thể nhớ đó là âm SH. Chúng ta sẽ đọc như thế nào? Chúng ta sẽ chề môi ra một chút xíu. Lưỡi các bạn cong lên trên, cong lên phần hàm bên trên, và chúng ta sẽ đọc là sư, đọc giống cái sờ nặng. Chề môi và cong lưỡi lên đọc giống sờ nặng nhé. Và SH mà khi đi với Y, chúng ta cũng sẽ đọc nó là âm ư, các bạn nhớ nhé. Vậy ở đây thì chúng ta sẽ ghép vào là sư, SH, Y đọc là sư. Và thêm bên hai nữa thì chúng ta sẽ có là sư. Rồi, đọc các cái phiên âm ở bài số 1 này. Shi san, shi san, shi qi, shi qi, shi si, shi si, si shi, si shi. Và để ý là âm Y này khi đi với ba cái âm mà hôm nay chúng ta học là Z, C và S gì, nó là đọc là ư. Và ngoài ra đi với SH này, bài sau chúng ta sẽ được học về âm SH thì nó cũng được đọc là ư khi mà đi với SH nhé. Còn lại với các âm khác thì chữ Y của chúng ta vẫn được đọc là Y. Ví dụ ở trong cái Shi Chi này thì nó vẫn được đọc là Y, nhưng Shi thì chúng ta phải đọc là ư. Các bạn lưu ý một chút. Và chúng ta đến hàng thứ hai. Jin tiên, jin tiên, qing tiên, qing tiên, jin nian, jin nian, qing nian, qing nian, ming tiên, ming tiên, Ming Dian, Ming Dian, Zuo Tian, Zuo Tian, Chuo Ti, Chuo Ti, Xing Qi, Xing Qi,
星级，星级，北京，北京，配件，配件，灿烂，灿烂，咱俩，咱俩，咱们，咱们，苍茫，苍茫。Khi mà đọc các cái âm ghép này thì các bạn rất hay nhầm khi mà đọc những âm bật hơi, các bạn quên bật hơi. Và những âm thanh 4 cũng như là những âm thanh 1 các bạn hay đọc lẫn vào với nhau vì các bạn đọc quá nhanh. Thì khi mà trong cái giai đoạn luyện tập về mặt phiên âm thì các bạn nên đọc thật là chậm, cứ đọc từ tốn, bình tĩnh. Âm nào thanh 1 chúng ta đọc cao và ngân âm ra, giống như số thiên này. Các cái chữ thiên các bạn cần phải ngân ra, ngân cao và dài ra. Còn những cái âm thanh 4, các bạn nhìn thấy dấu huyền cũng phải đọc chậm chậm thôi và đọc cần phải nhấn mạnh xuống một chút. Ví dụ như miếng tiền, mạnh xuống một chút. Hoặc là chùa thí, phải nhấn mạnh hơn nhé. Đặc biệt là những cái âm mà có hai thanh 4 thì liền với nhau thì chúng ta hay để quên cái thanh 4 thứ nhất. Các bạn hay đọc cái thanh 4 thứ nhất quá nhanh và đọc thành thanh 1 thì chúng ta cần phải đọc chậm chậm xuống từng âm 1. Ví dụ chữ pay, chúng ta đọc xuống chữ pay. Hay đọc xuống hết rồi thì mình sang đến chữ chien và đọc thật là chậm. Chậm mà chắc nhá. Chúng ta đang giai đoạn luyện tập mà, chúng ta cần phải đọc thật là chậm thôi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với bài số 2 là bài luyện đọc chữ Hán. Và cái chữ Hán này thì tương tự như vậy, nó sẽ không còn phần phiên âm của các bạn nữa. Nên các bạn cần phải nhớ đến cái âm tiết của nó. Nó âm tiết đọc là gì và cái thanh điệu của nó như thế nào, đặc biệt là các cái thanh 1 và thanh 4 thì các bạn rất dễ quên khi mà nó không có thanh điệu ở đây nữa. Chúng ta cùng đọc nhé. Xing chi, hai chữ này là thành 1, các bạn lưu ý đọc ngân ra. Xing chi có nghĩa là thứ, là tuần. Và trong bài này thì các bạn sẽ học từ xing chi mang nghĩa là thứ. Thứ mấy thì chúng ta đưa các cái con số vào đằng sau của từ xing chi. Ở những bài sau thì chúng ta mới được học xing chi mang nghĩa là tuần. Tiếp theo, xing chi yi. Khi đọc các con số các bạn cần phải nhớ đến âm tiết của nó nhé. Y này là thanh ngang, thanh 1 đấy. Ngân nó ra. Xing chi yi. Thứ hai. Xing chi er. Er này cần phải uốn lưỡi lên khi mà đọc. Mà đọc mạnh xuống dưới vì nó là thanh 4. Xing chi er. Thứ ba. Xing chi san. Thanh ngang nhé. San. Xing chi sư. Đi xuống thành thứ tư. Xing chi sư. Xing chi sư là thứ năm. Xing chi ủ. Thứ sáu. Xing chi liệu. Liệu thành số 4. Các bạn đọc mạnh lên nha. Xing chi liệu. Thứ bảy. Xing chi thiên. Thiên thành 1 ngang ra nhé. Và xinh chi thiên là chủ nhật. Đến cái hàng thứ 3. Jin thiên. Hôm nay. Zuo thiên. Hôm qua. Zai jian. Zai jian là 2 thanh 4. Các bạn phải xuống từng âm 1. Zai jian. Tạm biệt. Ming thiên jian. Ngày mai gặp lại nhé. Ở đây chúng ta nhìn thấy cái cụm. Họ đưa vào đây là buổi nào đấy gặp lại. Họ sẽ để cái tên buổi rồi đến từ chien. Mình thiên chien là hẹn gặp lại vào ngày mai nhé. Và hẹn gặp lại vào một cái hôm nào đó thì chúng ta cũng có thể để cái hôm đó tên đằng trước của từ chien. Ví dụ hẹn gặp lại vào hôm thứ bảy nhé thì chúng ta sẽ ghép là xin chi liệu rồi đến chien. Xin chi liệu chien. Chúng ta có một thêm một cái cách nữa để mà chào tạm biệt đúng không? Tiếp theo hàng cuối cùng. Chi nở. Các từ chi này các bạn dễ đọc nhầm vì cái từ chi các bạn quên nó là thanh 4. Đọc mạnh xuống dưới. Chi. Chi nở. Nhớ uốn lưỡi nhé. Cái chữ bộ nghi này của chúng ta nó chính là âm uốn lưỡi, cái chữ R ấy, mà chúng ta cần phải uốn lưỡi lên. Nếu mà các bạn không uốn lưỡi thì là sai. Cái từ này uốn lưỡi và không uốn lưỡi nghĩa nó sẽ khác nhau. Chi nở. Đi đâu? Chi Bắc Kinh.
đi Bắc Kinh, chì hờ nệ, nệ thành bốn, chì hờ nệ, đi Hà Nội, chì xuế hài ngữ, chì xuế hài ngữ, đi học tiếng Trung. Đằng sau đi thì chúng ta cũng có thể cộng với cái mục đích của mình là đi làm một cái gì đó, đi học tiếng Trung, đi học tiếng Anh, vân vân. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với bài số 3 là bài điền từ vào chỗ trống. Trước khi mà điền từ vào chỗ trống thì chúng ta sẽ đọc qua các cái từ mà chúng ta cần phải điền vào ô trống nhé, xem nó có nghĩa là gì. Từ đầu tiên, chỉ có nghĩa là đi. Và đằng sau đi các bạn nhớ, đằng sau từ chỉ này chúng ta có thể cộng với cái mục đích của mình hoặc là cộng với cái từ chỉ địa điểm, đi đâu đấy. Tiếp theo, hứa này. Hứa này có nghĩa là Hà Nội, một cái địa điểm, thành phố. Xuế, xuế là động từ học, và đằng sau xuế thì chúng ta sẽ cộng với một tên môn nào đó, học cái gì. Nở, nở là từ để hỏi địa điểm, ở đâu. Tiếp theo, xin chi. Xin chi là thứ tuần, và thứ mấy đấy thì các bạn nhớ là nó thêm các cái con số, hoặc là để mà hỏi thứ mấy thì chúng ta thêm là xin chi chỉ. Rồi, sau khi mà chúng ta tìm hiểu xong các cái phần từ điền thì chúng ta sẽ xuống đến cái phần bài tập này để xem chúng ta nên điền từ gì vào đây. Câu thứ nhất, từ đầu tiên chúng ta đọc là mình thiên, ngày mai, rồi chấm chấm chấm, chỉ, mấy. Thì ở đây chúng ta chỉ có một cái chỗ để có thể ghép được đằng trước của chỉ, đó là từ xin chi. Xin chi và cộng với chỉ của chúng ta mang nghĩa là thứ mấy. Vậy chúng ta điền vào đây là mình thiên xin chi chỉ. Câu 1 chúng ta đường từ xin chi. Và câu này thì có nghĩa là ngày mai. Rồi xin chi chỉ có nghĩa là thứ mấy, ngày mai thứ mấy. Câu thứ 2, nỉ chi bạn đi chấm 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 hỏi chấm. Đằng sau chi thì các bạn nhớ là chúng ta cộng với địa điểm hoặc là từ để hỏi địa điểm. Và ở đây họ thấy cái dấu hỏi chấm này này thì chúng ta cần phải điền một cái gì? Một cái từ để mà hỏi địa điểm. Và ở đây, phần trên này chúng ta chỉ có đúng một cái từ, đó là từ nọ, là từ hỏi về địa điểm, ở đâu, và đưa xuống đây. Nǐ qù nǎ, có nghĩa là bạn đi đâu. Câu số 3, tha, chấm chấm chấm, hứa này, cô ấy. Làm sao đó, rồi đến hứa này, thì trong cái câu này chúng ta thiếu mất cái động từ. Và hứa này, nó là một cái địa điểm, tên thành phố Hà Nội. Vậy chúng ta cần phải điền một cái động từ mà có thể đi với cái địa điểm, đó chính là từ từ chỉ. Ở đây chúng ta có hai động từ, đó là chỉ và xuế, thì chỉ có từ chỉ mà nó mới có thể đi với cái từ địa điểm. Vậy chúng ta ghép vào đây là tha chỉ hớ này. Từ số 3, từ mà chúng ta cần phải điền đó là chỉ. Cô ấy đi Hà Nội, cô ấy đến Hà Nội. Câu số 4, jin tian của mama chỉ chấm chấm chấm. Jin tian ngày hôm nay, của mama mẹ của tôi, mẹ của ai đó thì nó hơi đảo, hơi ngược tiếng Việt một chút. Tiếng Việt sẽ nói là mẹ rồi mới đến tôi, nhưng trong tiếng Trung thì họ sẽ ghép đổi ngược lại là tôi rồi mới đến mẹ. Của mama mẹ tôi, hết phần chủ ngữ chỉ đến động từ đi, và đi đâu đó. Đằng sau của chỉ thì các bạn nhớ là cộng với từ chỉ địa điểm hoặc là từ để hỏi địa điểm. Ở đây thấy chấm câu thì chúng ta chỉ có thể điền cái từ để chỉ địa điểm ở trên này. Một từ chỉ địa điểm ở trong câu đó là hứa này. Trong cái cụm này chúng ta chỉ thấy hứa này là từ chỉ địa điểm. Vậy chúng ta điền xuống dưới này. Mình thiên của ma mà chỉ hứa này, có nghĩa là hôm nay mẹ tôi đi Hà Nội. Câu số 5, từ còn lại để mà điền chỉ có từ xuế thôi, đúng không? Xuế có nghĩa là học, mà chúng ta xem ghép cái phần ở bên dưới này nó có khớp hay không. Của tôi, rồi cái phần đằng sau là hai ngữ, tiếng Trung, thì ông thiếu cái phần động từ tôi, chủ ngữ, nên là phải có động từ ở đây rồi mới đến tiếng Trung. Và đằng trước cái động từ mà có thể đi với tiếng Trung chúng ta chỉ có xuế là học, học cái tên môn gì đó, học tiếng Trung. Của xuế hai ngữ, tôi học tiếng Trung, là phần bài số 3 của chúng ta. Và để mà làm được tốt bài này thì các bạn phải nhớ cái từ mới, các cái chữ Hán này nó có nghĩa là gì, và cách dùng của các cái chữ ở trên này nữa. Đó là bài số 3 của chúng ta.
Tiếp theo chúng ta sẽ đến với bài tập số 4 là bài trả lời câu hỏi. Các cái câu hỏi của chúng ta đã được viết bằng phiên âm, viết bằng pinyin cho nên là rất là dễ. Rồi chúng ta cùng đọc câu 1 nhé. 今天星期几? Và 今天星期几 có nghĩa là hôm nay, thứ mấy. Để trả lời cho cái câu này thì các bạn cũng lặp lại y hệt như vậy. Và trả lời thứ của chúng ta thay chữ chỉ bằng các cái con số mà chúng ta được học. Tuy nhiên các bạn nhớ thêm là cái con số thứ ở trong tiếng Trung nó sẽ bắt đầu bằng con số 1, còn thứ ở trong tiếng Việt bắt đầu bằng con số 2. Vì vậy khi các bạn muốn dịch từ tiếng Việt sang tiếng Trung thì các bạn phải trừ đi một số. Ví dụ hôm nay là thứ 3 chẳng hạn, thì các bạn phải trừ đi, thì các bạn phải nói là hôm nay là thứ 2 ở tiếng Trung ấy. Chúng ta ghép là 今天星期, và số 2 là 二, có nghĩa là hôm nay là thứ 3. Tiếp theo câu số 2, 你爸爸去哪儿? 你爸爸 có nghĩa là bố của bạn. 去 là đi, 哪儿 là đâu. 你爸爸去哪儿? Bố bạn đi đâu? Và bố mình đi đâu thì chúng ta sẽ để cái địa điểm của mình đằng sau này. 你爸爸, khi mà chúng ta trả lời thì các bạn để ý một chút, khi trả lời chúng ta cần phải đổi ngôi. Ở trên chúng ta hỏi là 你爸爸, bố bạn, thì khi mà trả lời chúng ta cần phải đổi ngôi một chút, chúng ta phải nói là 我爸爸, bố tôi. Hoặc không thì các bạn có thể chuyển thành một cái từ, đó là từ tha, ông ấy. 你爸爸, chúng ta có thể trả lời phần bên dưới này là 我爸爸, hoặc có thể thay bằng tha. Rồi đến động từ 去, rồi đến những cái địa điểm mà chúng ta muốn đến. Ví dụ như là đến Hà Nội chẳng hạn, đi Hà Nội thì chúng ta ghép là 我爸爸去, còn với Hà Nội là 河内, hoặc là 他去河内. Tiếp theo câu số 3, 明天你去河内吗? 明天, ngày mai, 你去河内吗? Bạn đi Hà Nội không? Chúng ta đi thì chúng ta nói là 明天我去河内, cần phải đổi ngôi nhé. Còn nếu mà chúng ta không đi thì chúng ta sẽ trả lời là 明天我不去河内. Đơn giản vậy thôi. Cái từ ma ở đằng cuối này hỏi là có hay không, thì khi mà chúng ta trả lời chúng ta chỉ cần bê y nguyên cái câu này. Đi thì chúng ta giữ nguyên là 去, còn không đi thì chúng ta thêm cái phần phó từ phủ định vào là 不去. Nhưng các bạn phải nhớ là đổi ngôi khi mà chúng ta trả lời nhé. Câu số 4 của chúng ta, 你学汉语吗? Bạn học tiếng Trung không? Chúng ta lặp lại nhìn thấy cái từ ma này. Ma có nghĩa là có hay không. Nếu mà chúng ta có học thì chúng ta sẽ trả lời là 我学汉语. Nhớ đổi ngôi. 你 dùng khi hỏi, thì khi mà chúng ta trả lời chúng ta cần phải đổi ngôi là 我, tôi. 我学汉语, tôi học tiếng Trung. Và nếu mà chúng ta không học thì chúng ta sẽ trả lời là 我不学汉语. Thêm cái phần phó từ phủ định này đằng trước của từ 学 là được. Tôi không học tiếng Trung. Rất là đơn giản đúng không? Câu số 5 của chúng ta, bài này chúng ta còn một câu nữa là câu số 5. 汉语 难 吗? 汉语 là tiếng Trung, 难 là khó, 吗 là không. 汉语 难 吗? Cái câu này thì chúng ta đã được học cách trả lời ở từ bài số 2 rồi, rất là đơn giản. Nếu khó, rất khó, chúng ta sẽ trả lời là 汉语 很 难. Tiếng Trung không khó, chúng ta sẽ trả lời là 汉语 不 难. Tiếng Trung không khó lắm, chúng ta sẽ trả lời là 汉语 不 太 难. Đưa các cái phó từ chỉ mức độ hoặc là phó từ phủ định lên đằng trước của chữ nán và đằng sau của hay là được nhé. Rồi, đó là bài số 4 của chúng ta. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với bài số 5 là bài dịch sang tiếng Hán. Và chúng ta cùng nhau dịch cái bài số 5 này. Câu thứ nhất, ngày mai là chủ nhật. Ngày mai chúng ta sẽ có là 明天. Chủ nhật là 星期天. Ghép lại 明天, 星期天. Các bạn nhớ mặc dù ở trong tiếng Việt nó có cái từ là này, tuy nhiên khi mà dịch sang tiếng Trung thì chúng ta không cần cái từ là đó. Trong cái câu này chúng ta gọi nó là câu vị ngữ danh từ, tức nghĩa là phần chủ ngữ của mình ngày mai và phần vị ngữ của nó là chủ nhật. Chúng ta ghép liền luôn là 明天星期天, không cần từ là nhé. Các bạn không nên bỏ từ là vào giữa mặc dù tiếng Việt có từ là. Và phần lưu ý của cái câu số 1 này. Câu số 2, hôm nay mẹ bạn đi Bắc Kinh không? Chúng ta ghép như bình thường. Hôm nay 今天, mẹ bạn, thì mình nhớ một chút, mẹ bạn nó sẽ hơi ngược với tiếng Việt một chút, phần chủ ngữ này. Mẹ bạn thì chúng ta phải ghép là 你, mama. Đoạn này thì hơi ngược tiếng Việt, các bạn cần phải lưu ý. Rồi đến động từ 去, đi là 去.
đến phần tân ngữ Bắc Kinh, Bảy Chiêng, có hay không chúng ta thêm Bắc ở cuối câu. Vậy câu này chúng ta sẽ ghép là Jin tian ni ma ma qu Bảy Chiêng ma. Hoặc là cái ngày hôm nay này. Hôm nay là một cái danh từ chỉ thời gian, các bạn cũng có thể đặt ở đằng sau của phần chủ ngữ. Chủ ngữ trong câu này chính là cái cụm mẹ bạn này. Vậy từ hôm nay các bạn có thể đặt ở đằng sau của mẹ bạn, đó là ni ma ma. Rồi mới đến Jin tian qu Bảy Chiêng ma. Nó có hai cách để mà có thể dịch cái câu này. Thế là câu số 3, ngày mai gặp nhé, tức là câu chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào một cái ngày nào đó. Thì chúng ta sẽ có công thức là cái buổi nào đó, rồi đến từ chiên là hẹn gặp lại vào hôm nào đó. Vậy hẹn gặp lại vào ngày mai nhé, chúng ta sẽ ghép là Mình thiên, rồi đến chiên. Mình thiên chiên là hẹn gặp lại vào ngày mai nhé, ngày mai gặp nhé đấy. Tiếp theo câu số 4, thứ mấy bạn đi Hà Nội? Rồi, trong cái câu này thì chủ ngữ của chúng ta chính là cái từ bạn. Động từ là đi, Hà Nội là tân ngữ. Và thứ mấy này, nó là cái phần danh từ chỉ thời gian. Cụ thể là nó hỏi về danh từ chỉ thời gian. Vị trí đặt của nó ở trong câu cũng như các cái danh từ chỉ thời gian khác, là các bạn đặt trước chủ ngữ hoặc là đặt đằng sau chủ ngữ để được. Vậy chúng ta sẽ hỏi cái câu này là thứ mấy, xin chi chỉ, rồi đến bạn, nỉ, rồi đến động từ là chi, rồi đến phần tân ngữ là hở này, xin chi chỉ, nỉ chi, hở này. Cái thực trật tự ở trong câu các bạn có thể ghép y hệt như tiếng Việt, hoặc cũng có thể đưa cái thứ mấy này ra đằng sau của từ bạn, đó là nǐ xīng jī qǐ qù hě nèi, đều được nhé. Câu này các bạn có hai cách để mà dịch. Và đó là tất cả những cái phần bài tập của bài số 3 này. Các bạn hãy về nhà ôn tập thật là nhiều nhé, và hãy luyện viết chữ Hán nhiều lên một chút. Đồng thời khi mà các bạn luyện viết chữ Hán của bài này thì hãy quay lại cái bài đằng trước để xem thử là những cái từ đằng trước mình còn nhớ hay là không. Nó cần phải ôn tập đi ôn tập lại rất là nhiều lần thì cái chữ Hán của chúng ta mới chắc được. Rồi, hẹn gặp lại các bạn vào các video tiếp theo. Zài jiǎn. Bên cạnh các cuốn giáo trình Hán ngữ chắc hẳn chúng ta phải bỏ qua, đó chính là các cuốn luyện nhớ. Giáo trình Hán ngữ sẽ như là sách giáo khoa và luyện nhớ sẽ như là sách bài tập của chúng ta. Và chúng ta cùng xem là trong cuốn luyện nhớ này có gồm những nội dung gì nhé. Những cái từ vựng được viết ở trong cuốn giáo trình sẽ được viết lại ở trong cuốn luyện nhớ này, và nó sẽ không dừng lại ở nghĩa của từ, mà trong mỗi một cái từ này, trong mỗi một cái chữ, thầy Châu sẽ phân tích bộ cho các bạn, và bộ đó nó có nghĩa là gì, và giữa các bộ nó lại có liên kết như thế nào, thì thầy Châu đã logic lại bằng một cái câu chuyện để giúp các bạn có thể dễ dàng nắm bắt và nhớ cái chữ Hán đó nhanh hơn. Không chỉ dừng lại ở việc là nhớ nhanh chữ Hán qua các câu chuyện, ở đây chúng ta sẽ có các ô để chúng ta luyện chữ, và đặc biệt hơn là sẽ hướng dẫn cho chúng ta là nét nào đầu, nét nào cuối, và làm như thế nào để thuận bút nhất để cho chúng ta là viết chữ chứ không phải là vẽ chữ. Và ngoài là những cái cách mà nhớ chữ và tập viết chữ, thì trong một cái từ này nó sẽ có ví dụ để các bạn có thể ứng dụng cái từ đó, có thể đặt câu được với cái từ đó ở trong thực tiễn như thế nào. Ngoài ra, nếu mà chúng ta bắt đầu học tiếng Trung thì sẽ nên tìm hiểu và mua những quyển vở như thế này. Và những quyển vở mà các bạn nên mua đó chính là những quyển vở có ô chữ mễ. Ô chữ mễ chính là ô tiêu chuẩn để các bạn luyện chữ Hán, để viết được chữ Hán vuông vắn và đẹp hơn. Nếu mà các bạn vẫn còn đang lăn tăn thắc mắc hay là muốn luyện nhớ chữ một cách tốt nhất thì đừng bỏ qua tập 3 bộ viết của thầy Châu là chủ biên này nhé. Nếu bạn đang muốn tìm hiểu về khóa học online, khóa học trực tiếp của tiếng Trung Dương Châu, và đặc biệt hơn là muốn tìm hiểu về các đầu sách của thầy Phạm Dương Châu là chủ biên, thì hãy liên hệ hotline 0944004400 hoặc inbox cho fanpage tiếng trung.vn để được các bạn để tâm tư vấn cho mình một cách cụ thể và chi tiết nhất nhé.